Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, ngựa là con vật yêu thích cuộc sống tự do, hoang dã, để được hòa mình vào thiên nhiên. Những người tuổi Giáp Ngọ 1954 vì thế mà rất năng động, nhiệt tình, thích những nơi đông người và đam mê khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Và trong tháng 9 âm lịch, do được quý nhân đưa đường chỉ lối giúp đỡ, nên vận trình sự nghiệp khá suôn sẻ và thuận lợi. Trong tháng 9 âm lịch, công việc liên tục thăng tiến, tài vận cũng rất khả quan, tiền tài kéo đến ầm ầm, cho nên cần tránh chi tiêu những khoản tiền lớn vào thời điểm này. Trong tháng 9 âm lịch, những người tuổi Giáp Ngọ là một trong những con giáp may mắn nhất về tài lộc và công danh sự nghiệp. Để biết được tại sao con giáp này trong tháng 9 âm lịch lại vững vàng, tự tin về thành công của mình như vậy, xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Giáp Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ sự tự do và độc lập. Họ là người thông minh nhanh nhẹn, đa dạng, đa tài nên họ sẽ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Giáp Ngọ mệnh sa trung kim là người hướng ngoại, thích náo nhiệt, cũng rất thạo chuyện xã giao. Tính tình nhanh nhạy, hoạt bát, phản ứng nhanh nhẹn, lại luôn gần gũi với mọi người nên họ có nhân duyên khá tốt. Trong tình duyên, người tuổi Giáp Ngọ rất dễ rung động, họ dễ bước vào nhưng cũng rất nhanh kết thúc khi cảm thấy không còn phù hợp nữa. Người tuổi Ngọ nói chung và Giáp Ngọ nói riêng có tấm lòng bao dung, bác ái, khẳng khái và rất nhiệt tình. Họ là người có tố chất lãnh đạo, có tinh thần tư duy, sáng tạo, song đôi lúc bản mệnh còn thiếu kiên trì nên dễ làm hỏng chuyện lớn. Vận mệnh người tuổi Giáp Ngọ khá vất vả vào tiền vận, phải chờ tới trung vận mới có được cuộc sống ổn định và an nhàn. Ngoài ra, mệnh chủ không thích hợp kết hôn sớm nên kết hôn muộn thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc bền lâu hơn. Xem tử vi tháng này của gia chủ Giáp Ngọ vận trình khá ổn định, tuy không đến mức vượng phát rực rỡ nhưng cũng không có điều gì đáng lo ngại. Ở độ tuổi này, bản mệnh có thể an tâm hưởng tuổi già bên con cháu, không phải suy nghĩ quá nhiều về vấn đề tài chính hay con cái. Các đãi ngộ xã hội trong năm cũng rất ổn định, mưu sự có quý nhân trợ giúp, được hỗ trợ lo liệu từ đầu tới cuối, không có bất cứ vướng mắc nào. Xét về thiên can, giáp xương mộc gặp canh dương kim nên gọi là thiên tài, nghĩa là vị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Giáp Ngọ sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, cần chú ý cẩn thận, xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, hầu hết những người tuổi Giáp Ngọ ở độ tuổi này đã về hưu, không còn đặt nặng vấn đề sự nghiệp nữa. Nhưng với người vẫn còn lo nghĩ về đường công danh thì tháng này không phải là một tháng may mắn. Thậm chí có người còn gặp rắc rối với mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác, các bên không đồng nhất quan điểm, dễ dẫn đến đấu đá loại trừ nội bộ. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ tuổi Giáp Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Nguồn tài chính có dấu hiệu tăng lên trong tháng này, đó có thể là nguồn lợi nhuận của bạn nhận được khi thực hiện dự án bất động sản, trúng số hoặc được hỗ trợ. Lại thêm khoản lương hưu ổn định hàng tháng giúp mệnh chủ không còn nỗi lo về tài chính. Có người còn có điều kiện phụ giúp con cháu. Tuy vậy trong tháng này, gia chủ cũng có mức chi tiêu lớn, chủ yếu do thuốc thang và đóng góp cho việc tu sửa nhà cửa. Ở độ tuổi của các gia chủ, tiền bạc hay của cải không còn quan trọng nữa, nên việc chi tiêu cũng không còn quá tằng tiện. Gia chủ đã vất vả rất nhiều rồi, thời gian này hãy dành cho sức khỏe, cho con cháu và những thú vui của tuổi già. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân dần ngọ bớt, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe.
Trong tháng này cần phải đề phòng các nguy cơ tiềm ẩn về tim mạch và khí huyết. Ngoài ra có dấu hiệu bất thường về đường tiêu hóa, chú ý đến chế độ ăn uống khoa học. Những người có tiền sử bệnh về xương cốt không nên ở trong môi trường tối và ẩm ướt quá lâu, tránh khiến bệnh tình trở nặng hoặc để lại hậu họa về sau. Các gia chủ tuổi Giáp Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Giáp Ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tử vi tháng này dự báo các mối quan hệ của gia chủ rất dễ bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực, gia đạo bất ổn do các thành viên không tìm được tiếng nói chung, đôi khi chỉ vì một vài mâu thuẫn, ý kiến mà dẫn đến tranh cãi, không khí gia đình căng thẳng. Một phần nguyên nhân cũng bởi tính cố chấp của con giáp này gây ra, mệnh chủ nên lắng nghe nhiều hơn, cái nhìn của con cháu đôi khi hữu ích và thích hợp với thời đại hiện nay hơn là bạn nghĩ. Đừng tự quyết định mọi việc và khăng khăng làm theo ý mình mà không cần tham khảo ý kiến của người thân. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất, năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất lục hợp Mão, Tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa Phục, xung Thìn, Hình Mùi, Hại Dậu, Phá Mùi, Tuyệt Thìn. Đối với những người tuổi Giáp Ngọ trong tháng 9 âm lịch sẽ cần tránh các ngày như sau. Ngày âm lịch ngày 7 tháng 9, tức ngày 2 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 9, tức ngày 14 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên buông tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Ngọ trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 9, tức ngày 27 tháng 9 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 9, tức ngày 9 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 9, tức ngày 21 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Giáp Ngọ trong tháng 9 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có thêm những hành trang vững chắc để bước vào tháng 9 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên, vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên hoàn thành sứ mệnh của mình nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.